Nano Fucomin, bước đột phá trong việc hỗ trợ điều trị ung thư. Nano Fucomin gồm 3 chất chính là fucoidang, fucomin và than thắt. Cả 3 chế phẩm này đều đã được chứng minh trong thực nghiệm và lâm sàng là có tác dụng hỗ trợ điều trị ung thư. Chế phẩm Nano Fucomin có được những ưu điểm vượt trội, giúp tăng độ tan của Fucomin. Đấy là một vấn đề rất khó khăn khi mà chúng ta tạo được một cái phân tử Fucomin tách chất từ nghệ nhưng độ tan của chúng lại thấp. Và hiện nay đấy, với công nghệ này thì fucoidang cộng với notokinol đã làm tăng cái độ tan của Fucomin lên gần 5.000 lần. Do đó mà tiểu phân Nano Fucomin với kích thước phân tử ở mức nano, tức là khoảng 50 đến 70 nanomet, có khả năng là cái chất lý tưởng cho quá trình hấp thu của chế phẩm này vào trong tế bào ung thư, làm cho nồng độ trong mô ung thư cao hơn hẳn so với các cái mô lành, nâng cao được hiệu quả điều trị, đồng thời giảm thiểu tác dụng không mong muốn của chế phẩm này. Chất lượng thì hoàn toàn tương đương với các chế phẩm nhập từ Nhật hoặc Mỹ. Các cái công dụng tương tự và hiệu quả của nó đã được chứng minh trong lâm sàng. Chúng ta dùng dự phòng và điều trị, cho nên là chúng ta đang ngay cả trước khi có các biểu hiện của quá trình mắc bệnh ung thư thì những người lớn tuổi, những đối tượng tiếp xúc với các môi trường độc hại vẫn có thể sử dụng. Cái thứ hai là người bị bệnh u bướu đang điều trị xạ trị hoặc là điều trị bằng hóa trị liệu. Và thứ ba là tất cả những đối tượng tiếp xúc trong cái môi trường lao động độc hại trong các cái bệnh nghề nghiệp đặc thù. Chế phẩm bảo vệ sức khỏe Nano Fucomin, bước đột phá trong việc hỗ trợ điều trị ung thư. Sản phẩm được chiết xuất từ các loại thảo dược quý như nghệ, tam thất, cao xạ đen, cao bạch hoa, xà thiệt thảo, cao bán chi liên. Đặc biệt là thành phần fucoidan đóng vai trò quan trọng. Bên cạnh các phương pháp điều trị ung thư như hiện nay như phẫu thuật, tia xạ hay hóa chất, thì các thầy thuốc đang hướng tới các loại thuốc có nguồn gốc tự nhiên. Một trong số đó là thành phần fucoidan chiết xuất từ tảo nâu. Đây là loại tảo phát triển nhiều ở vùng biển phía nam Nhật Bản như Okinawa. Fucoidan có nhiều tác dụng kích thích tế bào ung thư tự tiêu diệt, ngăn chặn quá trình xâm lấn di căn. Không những thế, fucoidan còn tăng cường miễn dịch, sức đề kháng của cơ thể. Điều này đồng nghĩa với việc fucoidan giúp giảm thiểu tác dụng phụ của hóa trị, xạ trị. Vùng Hòn Trồng, Nha Trang và vùng Khánh Hòa là những vùng có tảo nâu và các cái loại Spasicium này rất phổ biến. Trong y văn Trung Hoa, hàng nghìn năm trước đây, những chế phẩm tương tự như côn bố và hải tảo đã được dùng để chữa các bệnh nan y. Và trong các y văn còn lưu đến ngày nay là y học Trung Hoa đã sử dụng fucoidan và các chế phẩm tương tự hàng nghìn năm nay. Chế phẩm bảo vệ sức khỏe Nano Fucomin là sự kết hợp hoàn hảo giữa hai thành phần fucoidan và Nano Fucomin, mang đến tác dụng tuyệt vời trong việc phòng ngừa ung thư một cách toàn diện, nâng cao sức đề kháng, hạn chế sự tăng trưởng và di căn của khối u, hỗ trợ giảm thiểu nguy cơ gây ra khối u và ung thư do tác nhân oxy hóa, đồng thời tăng cường chức năng gan. Thì vào những năm 90 của thế kỷ trước, Bộ môn Dược lý của Học viện Quân y đã phối hợp với Viện Nghiên cứu ứng dụng công nghệ Nha Trang thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam nghiên cứu một cách toàn diện và cơ bản sản phẩm này. Chúng tôi đã khảo sát tác dụng kích thích miễn dịch, tác dụng làm ổn định và đưa ra các hoạt chất vào trong cơ thể như một chất ma. Và sau đó fucoidan đã được Viện Nghiên cứu Học Công nghệ Nha Trang nghiên cứu tiếp ở Nhật Bản, Hàn Quốc. Nano Fucomin, niềm hy vọng trong công cuộc chiến đấu với bệnh ung thư. niềm hy vọng trong công cuộc chiến đấu với bệnh ung thư.